Hello, kính chào trở lại với tất cả và các bạn ha. Hôm nay mình nói thêm một cây súng nữa. Nó cũng có một thời rất cũng phổ biến trong cái chiến tranh Việt Nam của mình. Rồi mình sẽ nói sơ sơ về cái cây súng này rồi mình sẽ đem nó ra bắn cho bà con coi ha. Rồi. Đây là cây M1 Garand. Cái cây này là xưa lắm rồi. Này là lính Mỹ ngày xưa người ta dùng cho cái Thế chiến thứ nhì với lại chiến tranh ở ở Triều Tiên á, họ cũng sử dụng, rồi qua tới Việt Nam họ cũng sử dụng một thời gian đầu của cái chiến tranh Việt Nam của mình. Rồi sau cây này thì người ta mới dùng cây M16 đó. Thì đây là cái ông thiết kế ra cái cây M1 Garand nè. Thì cái tên họ của ổng là cũng là Garand, ông tên là John Kentius Garand. Ông là người Mỹ mà gốc Canada. Ngày xưa ba ổng di cư qua nước Mỹ ở đó. Thì cái M1 Garand này nè, thành ổng thiết kế hồi năm 1932 đó. Cái đây là cái viên đạn nè, cái viên đạn này là tương đối lớn hơn hết mấy cái cây mà cái súng trường ở Việt Nam của mình á. Size của nó là 7,62 nhân trên 51 mm. Rồi cái giá thị trường bây giờ mùa thu năm 2024 là khoảng 1.500 cho tới 2.500 đô đó. Thì có ngôi sao trắng cũng biểu tượng cho cái khối tư bản tự do ha. Rồi bây giờ cho mình xin đi một vòng về cái cây M1 Garand này ha. Thì cái cây này á, ngày xưa á, quân đội Mỹ với đồng minh họ sử dụng ở đệ nhị thế chiến để đánh phát xít Đức với là phát xít Nhật á. Nhưng mà trong cái chiến tranh Việt Nam mình á, thì người Mỹ họ cũng đem qua đây qua đó. Họ sử dụng lính miền Nam Cộng Hòa với lại lính Nam Hàn á, họ cũng còn sử dụng cây này cho tới cuối năm 1967. Rồi sau đó, đó thì sau 68 á, họ mới được trang bị M16. Tại vì lúc đó quân đội chính quy miền Bắc họ đã có AK-47 rồi đó. Thì để mình đi một vòng đó. Cây này thì bề dài của nó là 111 cm. Nó cũng tương đối là nặng á. Nó nặng tới 5 kg lận, nếu mà băng đạn đồ nạp vô đầy đủ á đó. Thì đa số nó bằng gỗ, nó là súng trường. Nó không có cái cây cầm như là cây AK hay là M16 ở đây, cái độ cái súng trường hồi xưa đó. Nó bằng gỗ hết, nhưng mà cái bộ phận này là bằng thép. Thép luôn. Cái tháp nhắm ở đằng trước đó ha. Rồi tháp nhắm ở đằng sau. Rồi ở đằng sau này nó cũng có cái hộp đựng đồ nghề chùi dầu bảo trì cái cây súng. Đây là mấy cái băng đạn, mấy cái đeo băng đạn hồi xưa đó.
Bây giờ nó cũng còn bán như là cho mấy người người ta chơi đồ cổ người ta mua về đó, thì đạn của Garang thì nó như vậy, nó bỏ xuống như vậy đó, cái viên đạn nó đây, cái clip để đạn ở đây thì mình bỏ như vậy nè đó, mỗi clip vậy tích nó là 8 viên. Đây là cái chốt ha, chốt bóp cò, còn này là cái chốt an toàn, kéo tới kéo lui, kéo tới kéo kéo sau là khóa, đẩy tới là bắn. Cái này cái chốt kéo nè vậy ha. Cái nòng của nó để mình bỏ đạn nó vô ha, mình phải kéo kéo cái này, kéo cái cần rồi đó, rồi mình phải bỏ nó như vậy vô đó, đè nó xuống đó, đè nó xuống rồi đó, rồi mình mở cái chốt này thì nó đẩy cái viên đạn lên đó. Đạn nó lên rồi mình khóa, đẩy cái chốt này tới khóa, khóa nó lại. Rồi tới đây cho mình xin kết thúc cái clip về cái cây M Garand này, nó cũng một cái di tích lịch sử một phần nào của trong cái chiến tranh Việt Nam của mình ngày xưa ha. Rồi thôi, cảm ơn tất cả xem clip, xin hẹn gặp lại.